cái gì đó con vẽ thích tên đọc quá ha. Đang coi mà ngày nào không coi mà không thích cho được. Rồi chụp hình đó, ai bữa nay đi có người xin chụp hình đó nghe Đức. Ồ, ăn một tiếng rồi Đức ơi. Khán giả xin chữ ký. Khán giả xin chụp hình. Có khán giả mến chuộng. Đâu bằng Đức đâu, đi tới bốn đứa hộ tống rồi mà. Bốn em theo hộ tống đi về luôn nè. Thằng nhỏ này vô duyên tự nhiên để máy ngay tôi trời. Để mặt cưu cưng không để gì nha. Nói gì đi anh chứ, mấy tỷ tỷ. Thấy chưa? Dạ. Giờ nó nói mình kỳ đà cái mũi rồi kìa, thấy chưa? Điêu bờ về chị. Điêu bờ về. Điêu bờ dằn quá, điêu bờ ơi. Đi xe bớt về, đây có xe bớt á. Thôi em đi xe bớt đi Uber cho. Xe bớt rẻ tiền hơn, Uber mắc lắm. Để đi hưu tình mua. Chưa mua hả? Chưa, đâu có tiền đâu mua LV. Để làm vườn trước đi mới cũng có. Đợi mấy anh đúng không? Mấy anh nào đúng không? Đúng không? Yêu em ngăn tặng cho em ngăn. Có hôm qua đi có mua được gì không đó? Có mua gì vậy? Đi chơi hả? Đi chơi hả? Không muốn sắp về. Có rồi. Đóng mấy thùng. Như? Đóng mấy thùng. Có thùng nhiều mấy thùng như vậy. Rồi báo cho mấy người biết là tôi quên giờ thủ rồi. Quên giờ thủ rồi thôi, gì đâu. Quên mua hay là mua rồi không lấy? Đang Đức ăn nó giống nó bị miễn cưỡng đây ăn nha. Vì chưa trả tiền hả? Ồ, đâu nó ở trong nhà, anh bỏ trong cái bọc mà anh bỏ tủ lạnh á. Nên lúc mở cửa tủ ra không có để ý. Sáng nó dậy không để ý. Thầy tưởng là nó lấy hết đồ rồi, không có nhớ. Đi quên luôn. Trên xe thuê, trên xe thuê, chuyện thường. Ai móc? Tự mình móc để mình để thừa người ta à. Ê, 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 ê. Em móc xem đó là em thấy không chị? Để thừa cái gì, hiền quá à. Tự mình móc để mình để thừa người ta. Bà này đã bắt chuyên gia để thừa bởi ông Đức, ông xử bà là đúng rồi. Chuyên gia đâu thừa. Em nhớ là cắt hết đầu đuôi, cắt hết. Tắt đi đừng quay nữa, nó đang cãi nhau rồi. Cãi nhau rồi. Cãi nhau quay mới vui. Nó đang chiến tranh rồi, thôi tắt đi. Người vô gia cư đang ở dưới cầu. Chắc là bị... Cái này vậy luôn hả? Trong vậy luôn á mà. Trong xe giống vậy đó. Ở dưới đầu cầu á. Trời lạnh rồi sao ta? Trời lạnh thì cũng vậy thôi. Trời lạnh cũng uống vậy thôi. Không mà. Nhiều khi có nhiều người có máy hít, lấy mấy cái bình điện xe đó. Người ta câu giờ. Trời lạnh họ hay đi xuống nhà cầu, họ cho đồ lắm mấy chị. Bên đây nữa nè. Bên này nữa nè. Hay chưa? Người ta đánh răng đâu. Nước tại đó luôn hả? Ừ. Cái bền, cái áo rồi đó. Bỏ người ta đi tiểu, người ta đồ đâu trời. Thì có nhà hàng này kia mình vô còn có thì mình kiếm chỗ bụi. Xăng xe giờ nó cho những cái portable, cái cầu tiêu để của nhà nước á. Công cộng á, nó để vô bao cái vô chỗ nào với khu những người vô gia cư ở nó để bao cái chỗ đó. Đó cho người ta đi rồi nó tới nó xúc mỗi tầng vậy đó. Thì nhà nước nên ta đem tới người ta ủng hộ cũng như là vệ sinh đó. Đó cũng là tiền thế của dân chúng mà ta bỏ ra thì hay hoặc nhà thờ nhiều khi nhà thờ á ta giúp quá trẻ luôn về một anh đó đi đằng xa đi tới. Quay phải nha em. Vậy có một em đó nữa nè. Nói câu này thì bị khuyết tật. Không có đâu, đi bình thường mà. Đó, khuyết tật. Này tiền hình này. Ủa mình khuyết tật nó chính phủ cho mà có không nha. Cho bệnh tiền bệnh á. Nhưng vì vướng vào con đường đó thì không đủ cung cấp, mình phải đi tìm kiếm thêm.
xíu. Chưa tới đâu, chạy lên tới. Tên trước nữa. Đèn đỏ mà, đèn đỏ mà không đi đâu vậy? Mới đèn nhỏ nó chớp nháy là sao anh? Là mình như stop sign, giống như stop sign á, người nào đậu trước đi trước. Bị hư đèn đó phải không? Ừ. Đúng rồi. Thì mình switch nó cũng giống như là cái stop sign. À, cũng giống như vô mình vô mấy cái bùng binh á, cái circle á. The way right, đúng không? Là mình đi người nào tới trước mình đi trước thôi. Người nào ở trong cái đường bùng binh thì người đó có quyền đi trước. Mình đang đi vô mô. À, ở đây là cái gì đây? Convention Center. Từ từ em, từ từ. Cái đèn còn đỏ đó. À, người yêu chưa tới mà em nôn dữ vậy. Này giống như làm giống như chỗ phi trường quá vậy. Giống giống phi trường đưa tới chỗ đưa rước. Vậy nửa mai cũng xa lắm. Tới cái mấy cái nhà sên nó đẹp xanh đằng đỏ đó. Đường phố cũng đông đảo, nhà cao tầng cũng nhiều. Ôi này có on không, ngày nãy không nghe tiếng nè. On. Chưa chắc đấy. Đường Chu Lì phải không? Đó đúng rồi, đường Chu Lì rồi bạn. Chu trung tâm. À, giờ tới trung tâm New Orleans. New Orleans. River Walk là chỗ giải trí. Đi đi bộ đi. Bộ. Phải. Buổi tối là đi bourbon, trong nhà là đi River Walk. Nay đi gặp được cái cô khán giả. Cô đó của chỉ đi đi chỗ này thì đi ban ngày. Tại vì khu vực này nó không được yên tĩnh lắm, rất là nguy hiểm khu vực này, đi đêm nguy hiểm. Dạ, lên trước nữa, lên trước nữa. Đồ hiệu đây. À, đồ guest đó, đồ hiệu đó, vô đây mua đồ hiệu. Các ai mua mình gì không? Mình giúp Harry Potter cũng được nữa. Đó, trước mặt em nè, bên trái nè. Mình muốn đi mall. Thôi đi casino làm chi, đi mall đi shopping đi. Marriott đó, tầm lắm hết. Chắc mấy thằng bài này vô bên trong đẹp lắm. Nó mình qua phải đi, mình qua phải cái mặt kinh cũng được. Ở phố kinh đây, kinh xe đó em. Western đó, Western đó, trước mặt em á. Phải nói là sân bay đó, vô ngay chỗ trung tâm của nó luôn, sân bay. Và chỗ du lịch lớn nhất, nổi tiếng nhất của New Orleans phải không? Dạ. Mình đi vô chỗ này hết tiền. Đi lại trên hồi nãy á. Đi lại ngay chỗ cái lên cái lầu của nãy đó. Mình chạy hút á. River Walk nè, nó. Cái này mình đi mướn tàu, đi lên tàu mình đi ra biển chơi chút xíu mình dần về. Đi bao nhiêu mai đó rồi mình dần về. Thank you. Have a good one, bye. Paris, Hotel Paris Hilton. Nổi tiếng. Vậy Đức đổi chuyến máy bay luôn em.
bao lâu? Hai tiếng thì lên 2 tiếng. Vậy là mấy giờ mới lên máy bay? Như là 4 giờ mấy, 5 giờ mấy. 5 giờ hả? Vậy là khoảng 6:30 giờ tới đây. 6:30 giờ tới đây mình rước đi về là tới nhà mình khoảng 10 giờ. 8:30. Đó mình quẹo lên đây đó nha, cái chân quẹo đó, quẹo lên bộ trái lên đó. Không qua đây là vừa cái ngay chỗ xe khách á. Đó, theo xe đó, xe đen á. Chỗ mà mọi người phải đi thi thi quốc tịch đó. Ở đâu? Ở đây. Ở đây luôn hả? Dạ. Chỗ mà sở xứ quán. Sở xứ quán Hoa Kỳ. Dạ. Vô xong bài nè, xong bài heo ra. Nó mình đậu khoác dưới này nè, em biết à. Đó này em biết à. Nó shop bên đằng trước kìa, qua phải đây nè, đó. Vô đây, đó. Chỗ này là cái du á. À. Cái du. Vườn sở thú á, vườn sở thú. Đó, vô tới rồi. Đó, muốn đậu chỗ nào thoải mái tự do. Cái người đi đi tên nằm ngủ một chút nữa không? Được. Để. Rồi. Tới hả? Không phải tới nơi mà là tới chỗ. Điện thoại của em. Lấy điện thoại. Quay đáng quay cái quay rồi quay em luôn à, quay chạy em nói anh quay cảnh kìa, quay em chi cảnh, anh đang cầm đi anh chờ hỏi. Kêu quay cảnh mà hả? Rồi giờ mình đi ra. Đây nè. Đi muốn đi một quán hết. Bớt. Rồi đi đi. Đi xong bài nè. Em nào các em nào chưa dưới 18 tuổi không nói nha. Không ai chưa xong bài đuổi ra đó. Đi đâu vậy nha? Sao nó để public và parking mà sao bây giờ phải trả tiền? 9 đồng hả? Chín đồng, nó để 90 đồng mà không cho tiền nó chặt 90 đồng. Nói vô đây public parking mà phải được trả tiền lại, gian vậy. Lấy bảng số xe khỏi ăn, sợ chạy cách, sợ không cho tiền mặt kinh, tiền đầu xe. Trời đất ơi, có thể không gì.
đâu, đang đi đâu? Đang đi mua. Đang đi mua đi shop bên hả? Dạ, à, giống như là đang đi vô chỗ biệt thự của ai cái gì? À, Michael Coyne đó, ngỡ nha. Tao hiểu rồi. Chạy tiếng đò, chạy tiếng đò. Chắn ngựa quá vậy. Nha. Đi làm vườn đi. Đi làm vườn nha. Đi làm vườn thì chị eo chị bi đó. Ờ, làm vườn. Tiffany, Tiffany à. Vương nè, em muốn vô làm vườn. Em muốn vô làm vườn. Oh. I need one. Thôi mấy em vô đi. Vô đi cho em hả? Chỉ là nào, chữ này là luôn. Là là vườn là luôn vui tươi. Đây là siêu thị đầu hiệu không nha bà con. Thằng đầu hiệu ở đây không không dẫn nha, mất tiền không đó. Đó là vườn đó. Candy, oh guys. Tiếp tục hả? Banana Republic. Vô tiệm quần áo. Rồi. Đâu? Mua gì? Trời ơi. Tốn bao nhiêu? 4.000 không? Ờ, 2.000 mấy hả? 2.000 mấy? 2.700 cái làm vườn nha. À, cái này là hết tháng lương, 2 tháng lương á nha bà con, không giỡn đâu á. Giờ. À, đây nè, vô trong Banana Republic nè. À. À, đụng vô đây là gọi cảnh sát liền á. Double Tree Hotel Hara. Quay cái này kìa, cái này nhà lầu cao. Xe quá gần vậy nó dễ thấy. Thế ngồi xuống thôi. Mình đi ra cái chỗ mình.
đậu xe hồi nãy tại. Rồi bố ly chỗ đậu xe. Chỗ đậu xe nãy. Em đi hướng bên này. Đi ngược lên phía bên kia. Đi vòng ra sau nè, em đi vòng ra sau cũng được. Dưới kia vòng lại đây hả? Nè, không biết. Hồi nãy mình ở ngoài đây nè. Nãy này mình đậu ngoài. Đèn xanh đèn đỏ đây nè, mình đi. Okay. Đi hướng này robot đây nè. Ok. Robot hướng này thì mình đi thẳng hướng này đi. Cà phê mà. Dạ đúng rồi, đi ra ngay chỗ đó các cà phê nè, tiệm đấy. Chỗ mình đậu xe bên này, mình đậu xe bên này. Đậu xe bên trái của mình nè.
cấm câu em ơi. Em ơi, anh về quê cấm câu. Để Lộc đi rước cô dâu nha. Đi qua đây kìa. Vừa đẹp nè hả? Để Lộc đi rước cô dâu về làm dâu cho má anh. Giờ vô ăn là đi về Lafayette lại. Rồi, ăn xong rồi, bây giờ chuẩn bị lên đường về, lại về nhà. Coi như là tất cả mọi việc đều xong xuôi. Ngày hôm nay đi đón bạn về rồi. Là trên ăn no xong xong xuống giờ đi về thành phố của mình. Xin chào tất cả mọi người. Để hẹn gặp lại lần sau. Ê, xin chào khán giả đi rồi à. Xin chào tất cả mọi người, một ngày vui vẻ. Ok, tất cả xin chào, bye bye. Xin chào mọi người. Hẹn gặp lại lần sau nhé.